Cơn bão số 6 có tên quốc tế Rami đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị trấn Lăng Cô, gây ra rất là nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, công trình, cũng như mà đặc biệt đó là các hồ nuôi trồng, các cái công cụ phát triển sản xuất bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì ngay sau khi bão đi qua, địa phương chúng tôi đã có chỉ đạo các tổ dân phố tiến hành rà soát, thống kê các hồ bị ảnh hưởng thiệt hại do bão số 6, để từ đó là có cái cơ sở tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị có cái chính sách sớm hỗ trợ cho bà con ổn định cuộc sống sau bão. Về công tác khắc phục thì ngay sau khi bão đi qua, chúng tôi cũng kiến nghị đề nghị hỗ trợ các lực lượng của các ngành đã về trực tiếp trong những ngày qua, thì hỗ trợ giúp bà con là chăn chống lại, gia cố lại các lồng bè để sớm phát triển sản xuất. Với các thiệt hại thì chúng tôi cũng đã có báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên thì cũng trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị các ngành chuyên môn như ngành nông nghiệp, chi cục thủy sản để có cái sớm có cái hướng dẫn về cái quy cách lồng bè cũng như là phương án hỗ trợ con giống đối với các ngành. Thì chúng tôi hỗ trợ có cái chính sách hỗ trợ gia hạn vốn để bà con có cái tái sản xuất trong thời gian tới.